một cân rẻ trong mà trong mà tôi đi công còn người ta công tang còn trong một cân anh một cân nào. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Asu Vlog. Cuối tuần mình đi ngắm hoa lan, không ngờ lạc vào một chợ hoa lan có rất là nhiều loại hoa lan đẹp. Mời các bạn theo chân mình ngắm hoa lan nhé. Sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên, hoa nó to không anh? Hoa to, hoa vàng đẹp. Nó có cái khay để cho đẹp. Mua hoa lan đây các bạn có thể mua theo cân. Thực ra thì mua cân cái cành cũng là ngang nhau thôi. Cân thì chúng ta thấy có từng bó thì có phải chúng ta có thể chọn hàng cái này cân. Bao tiền cân anh? Cái loại này là 130.000. 130.000 cân. Vâng. Rẻ nhỉ? Chuyên cung cấp lan các bạn. Còn đây là một khu bán hàng khác, một cửa hàng khác. Thì đây đa số là những giò lan nuôi công nghiệp, trồng theo quy mô công nghiệp. Chúng ta mua những giò lan này về cũng chỉ chăm sóc thôi, cũng chỉ rộ nước thôi. Hoa này rất là đẹp. Không, bà liễu cánh bé hơn. Bà liễu cánh bé thì cây như thế này thì bao giờ có hoa anh? Đang bật hoa này. Lô này à? Nhìn như nào thì biết là bật hoa anh? Nó có... Dạ. Lô này à? Vâng. Nó thắt ngọn hoặc là nó sẽ đẩy vào hoa này. Để chỗ thấy nhé. Vâng, mua dần thôi. À đây, to nó lên ở chỗ ngọn này à? Ngọn cũng có mà nó là ấn cả nách cũng có. Hoa này chơi bền rồi. Bền, hoa thuần cơ. Hoa này chắc chỉ được tháng, hơn tháng thôi chứ còn hoa thuần. Cái dòng này. Anh ơi, cây này là cây gì anh? Phụ nữ mật ngọt. Cái la hoa liên tục anh nhỉ, đúng không? Cây này, cái hoa của nó cũng không ấy đâu. Nó ra thì bọc nó bền ấy, chứ không ấy. Hoa cánh nó nhỏ nhỏ nhỉ? Không, cánh nó vàng, nó màu vàng. Bắt đầu từ đấy nó sẽ chỉa cánh ra. Nó phân nhánh ra bắt đầu cũng có hoa. Cây này bao tiền? Bao tiền một chậu này anh? Cắn đồ cho cái trăm rồi. Vâng, trăm. Cái này có dây trăm anh bây giờ chỉ cố nước rồi à? Đúng rồi, cây này không phải thay ra thẻ như mấy cây này, mà cây này đã trồng vào than hoa rồi. Về thích thì là cho sang trồng to thì là nguyên cái chậu đấy là không cho ra thẻ xung quanh cái chậu. Không cần bỏ cái chậu ra đúng không? Cái này là hồng sọc, cây hồng sọc. Còn rồng xanh này là 8.000. Cây là cây trồng xưa, cây xưa, cây xưa là còn là 9 cây này, còn kia là cỏ xưa. Bên ngoài này thì nó là rạng xưa rồi, cốt của một cốt. Đây là cây vàng đỏ, trông nó cũng tựa tựa giống nhau, rồng xanh này.
vàng với đỏ đẹp, vàng với đỏ đẹp. Vàng lưỡi đỏ, vàng lưỡi xanh. Như thế này chơi Tết có ra hoa được anh? Có, nó đang bắn, đang bắn, đang bắn. Cây thỏ xưa được hoa không nhỉ? Đâu, đây thấy. Cây này cây trắng xưa. Nó hơi rũ rũ xanh. Đây là một cửa hàng bán rất là nhiều loại. Đây là tôi mua riêng một loại như cửa hàng bên cạnh, cửa hàng bên trên. Cửa hàng này thì bán nhiều loại hoa này, loại cây hoa. Cái này bao tiền? Giá thành rất là rẻ thôi. Vóc gì ạ? Đây đây. 88. Cái này là hoa gì em? Cú đúng không? 88. Cái này màu nào? Cái cây này tên là gì cô nhỉ? 300 chị ạ. 250 các bạn. Cái này là tên gì? Hoa được bày bán trưng bày ở dưới đường và treo cả lên trên như cửa như này. Thì là rất là nhiều hoa đẹp đây. Thao chúng ta chọn. Bao tiền cậu ấy chị? Anh lấy Địa Lan. Rất là nhiều các bạn dọc phố này, chỗ nào cũng thấy bán hoa lan. Mời các bạn theo dõi nhé. Cái này vào dịp Tết bán ở ngoài đường nó bán mấy triệu thì cậu. Này mua rẻ. Tết nó bán thêm ngồng ấy. Bán cái chậu luôn. Cho qua cho cái. Cái kia, cái đó, cây, 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 cái đó, c
một cây một màu. Cây màu gì? Ôi đến mới đi đã đến đâu. Cái này về nhà phải cho là chậu mới đúng không? Cái này về cho chậu mới đúng không? Cho nó hết đất ăn rồi. Anh ơi bao tiền đấy? 100 chậu nhiều ai? Biết rồi nhưng mà cái loại nó bây giờ nó phải là 80 rồi. Tết vừa lại rồi Tết thật ra. Tết nữa. Tết luôn rồi. Lan này lan gì không nhở? Thấy nhiệt tình thì được. Đấy. 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 Đấy